Sở hữu 10 nốt ruồi này trên mặt, các chị em chớ dại xóa kẻo tài lộc may mắn tan biến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nốt ruồi có vị trí vô cùng quan trọng trong tướng số và từ xa xưa thì ông bà ta đã quan niệm nốt ruồi theo từng vị trí ở trên cơ thể sẽ mang ý nghĩa hung, cát, tài lộc, phú quý hay vận hạn cho những người sở hữu chúng. Dù tất cả những ý nghĩa trên đều chưa được khoa học chứng minh và xác thực, nhưng họ cũng chưa bao giờ phủ nhận về sự huyền bí, về vị trí của những nốt ruồi mang ý nghĩa như thế nào. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những nốt ruồi báo hiệu sự may mắn, tài lộc trên khuôn mặt của chị em phụ nữ. Nếu sở hữu những nốt ruồi này, bạn tuyệt đối không nên xóa bỏ. Vậy để tìm hiểu xem đó là những vị trí nốt ruồi nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, nốt ruồi ở lông mày. Phụ nữ có nốt ruồi ở lông mày thường may mắn, phú quý, cuộc đời có nhiều quý nhân giúp đỡ, tương trợ. Họ có khả năng giao tiếp, giỏi về nghệ thuật và văn học, không phú thì quý, nhất là với phụ nữ thì những người này có số vượng phu, ích tử. Dẫu gặp phải những khó khăn, khôn khó tưởng như đường cùng thì rốt cuộc họ vẫn tài qua nạn khỏi, may mắn ngập nhà. Phụ nữ có nốt ruồi này còn có mệnh vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được sẽ như cá chép hóa rồng, cả đời hưởng phúc. 2. Nốt ruồi ở cằm. Xem tướng khuôn mặt, phụ nữ có nốt ruồi ở cằm thường là người có số hưởng điền sản, nghĩa là nhiều ruộng đất, nhà cửa, bất động sản nói chung. Kinh nghiệm đúc rút cộng với nhiều nhà nhân tướng học cho biết, những người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này bao giờ cũng có cuộc sống giàu sang, ấm no và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải nốt ruồi mọc ở cằm nào cũng là nốt ruồi giàu sang, phú quý. Yêu cầu da rẻ phải mịn màng, nốt ruồi không quá to, không phải là bớt và không mọc lông. Có như vậy thì người phụ nữ ấy mới may mắn về điền sản, gặp nhiều tài lộc. Thứ ba, nốt ruồi ở tai hoặc ở cuống tai. Phần cuống tai, sái tai được các nhà nhân tiếng học và xem tướng nốt ruồi gọi là tụ tài địa. Nghĩa rằng đây là vùng cơ thể cá biệt cực kỳ sẽ đem lại may mắn và vận tài lộc cho chủ nhân. Đồng thời, cuống tai còn là đại diện cho thận khí, giúp chuyên gia tử vi phong thủy nhận diện phúc khí và điều kiện kinh tế của mỗi người. Bất kể là nam hay nữ, nếu sở hữu nốt ruồi phú quý ở cuống tai thì đều vui vẻ lạc quan, tính tình hoạt bát, ưa làm việc thiện và năng nổ giúp đỡ mọi người. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở tai thông minh, giỏi làm ăn, kinh doanh. Tuổi trẻ cho đi nhiều hơn, nhận lại, nên sau tuổi 35, người này sẽ dễ vượng vận quý nhân, được cấp trên trực tiếp hoặc bạn bè thân tín giúp đỡ hết lòng để thăng tiến trong sự nghiệp và tài vận. Một khi đã đưa tiền cho họ buôn bán chắc chắn thì sẽ là một vốn bốn lời, sinh lãi âm âm. Người có giái tai đã đầy đặn lại có thêm nốt ruồi thường là người hiền lương, có phúc khí, hay gặp may mắn, tài vận vượng phát, sự nghiệp thuận lợi, có thể đạt được vinh hoa, phú quý. Nốt ruồi ở khóe mắt. Phụ nữ có nốt ruồi ở khóe mắt thuộc tiếp người đảm đang, khéo léo, chuẩn mẫu, sâu hiền, vợ thảo của gia đình. Họ luôn chăm sóc gia đình chu đáo, yêu thương chồng con hết lòng nên gia đình luôn thuận hòa, ấm êm. Đặc biệt, nếu đây là nốt ruồi son trên mặt phụ nữ, họ thường giỏi việc nước, đảm việc nhà. Dù thời gian dành cho gia đình cũng chiếm khá nhiều, nhưng họ vẫn tự đứng ra kinh doanh và gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng. Mỗi người phụ nữ hiện đại này, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ vượt khó, vươn lên làm giàu và thành công hơn mong đợi. Nốt ruồi trên cánh mũi. Xem bói nốt ruồi trên mặt phụ nữ giàu sang, nốt ruồi trên cánh mũi phụ nữ là điềm báo sự nghiệp, kinh tế ngày càng thêm vững chắc. Cả đời họ sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn, lúc nào cũng đầy đủ, lụa là, gấm vóc. Kết hôn với người vợ này, cánh mày râu sẽ có một hậu phương vững chắc, chẳng bao giờ lo thiếu vốn, thiếu nguồn đầu tư. Đây chính là tuýp phụ nữ điển hình mà nhiều người đàn ông theo đuổi. Khi khó khăn, người vợ luôn là chỗ dựa vững chắc và thậm chí là quân sư thông thái, đưa ra những gợi ý kịp thời giúp người chồng thoát hiểm, thành công,
đời sống tình cảm của những người phụ nữ có nét tướng này luôn phong phú, hòa hợp, lúc nào cũng được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nốt ruồi trên trán. Tuy phụ nữ vượng phu ích tử lại có vận đào hoa, người thương chẳng thiếu chính là phụ nữ có nốt ruồi trên trán. Những người phụ nữ này thường có tính cách dịu dàng, đảm đang, lại duyên dáng nên có rất nhiều đàn ông đem lòng yêu thương. Ngoài ra, do bản tính thông minh, hiểu chuyện nên họ cũng đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Trong tương lai, đặc biệt là sau tuổi 40, những phụ nữ này vừa sở hữu gia đình hạnh phúc, êm ấm, vừa có gia sản dư giả, ổn định, sống không phải lo nghĩ. Nốt ruồi ở miệng. Phụ nữ có nốt ruồi trên môi là người phụ nữ giỏi giang, khéo léo và có tay ăn nói, tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nếu môi dưới có nốt ruồi thì người đó có chữ tín rất lớn trong mắt mọi người vì mang bản tính cẩn thận, đáng tin cậy. Còn nếu chị em có nốt ruồi gần miệng, nhất là khóe môi thì càng mạnh về tài chính, tích lũy được nhiều tài sản và hầu bao luôn rủng rỉnh. Không chỉ vậy, những quý cô này cần có số mệnh may mắn, lấy chồng thì được gia đình chồng yêu thương hết mực. Nốt ruồi trên má. Thông thường, nốt ruồi trên mặt phụ nữ mà xuất hiện ở phần má thì được coi là vị trí đẹp, bởi vì phụ nữ có nốt ruồi trên má thường có tính cách khá kiêu hãnh, mạnh mẽ và phóng khoáng. Do đó, trong công việc, họ rất quyết đoán và giỏi thương lượng, đàm phán. Công việc phù hợp với những người này là làm kinh doanh, buôn bán. Sự nghiệp của họ thành công và ngưỡng tuổi 35 trở lên. Nốt ruồi ở trên trán gần chân tóc. Đây là nốt ruồi đại quý, đại phú, mang đến nhân duyên tốt đẹp cũng như cuộc sống giàu sang cho người sở hữu. Những cô gái có nét tướng này đa phần đều dịu dàng, hiền lành, biết giao tiếp, cư xử hòa nhã, khéo léo, lại đảm đang, quan xuyến cửa nhà. Họ có đường công danh, sự nghiệp rất sáng lạn. Nếu tập trung phát triển công việc, chủ nhân sẽ gặt hái được nhiều thành công và nắm nhiều vai trò, vị trí quan trọng trong xã hội. Sau khi kết hôn, họ được nhà chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng, không bao giờ phải chịu khó khăn, vất vả. Nốt ruồi ở đuôi lông mày. Xem tướng phụ nữ, người phụ nữ có nốt ruồi phú quý mọc ở đuôi lông mày thường được nhận định là người có mạng lưới xã giao phong phú, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt, giàu có, sẽ chạm tới thành công ở độ tuổi trung niên. Phụ nữ sở hữu nét tướng này có tính cách tự chủ và ý chí phấn đấu vì sự nghiệp cao, khả năng quản lý và đầu tư tiền bạc tốt. Thêm vào đó, họ cũng là những người có mối nhân duyên mỹ mãn và tài vận như ý. Vì thế mà sẽ được cuộc sống giàu sang. Quý vị thân mến, không chỉ những chị em có nốt ruồi may mắn mà các đấng mày râu cũng có những nốt ruồi may mắn có thể báo hiệu sự giàu sang, phú quý. Và trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những nốt ruồi nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, nốt ruồi ở giữa hai lông mày. Theo quan điểm của người xưa, vị trí giữa hai lông mày được gọi là cung sự nghiệp. Nhìn vào vị trí này, ta có thể dự đoán về sự nghiệp, khả năng thăng tiến của một người. Nếu đàn ông sở hữu nốt ruồi ở giữa hai lông mày, nốt ruồi không quá to, cân đối, hình dạng và màu sắc vừa phải, thường là người giàu sang, thành đạt. Trong cuộc sống, những người có nốt ruồi giữa hai lông mày thường rất thông minh, tài năng hơn người. Họ luôn giữ được một trái tim nóng cùng với một cái đầu lạnh, tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Chính vì vậy, đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường đạt được những thành công sớm hơn so với những người cùng tuổi. Tuy nhiên, cũng vì quá tài năng, họ cũng sẽ sinh tự phụ, coi thường người khác, dẫn đến việc hay bị ghen ghét. Nốt ruồi ở hai bên má. Đàn ông sở hữu nốt ruồi hai bên má thường là những người cần cù, chăm chỉ và có ý chí vươn lên. Trong công việc, họ là người tận tâm, có trách nhiệm. Đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là người tự lập. Họ tự phấn đấu, vươn lên bằng năng lực của bản thân, chứ không thích nhờ cậy người khác. Thành công với họ thường đến chậm nhưng lâu bền. Sau thời gian dài cố gắng phấn đấu, họ cũng vươn tới đỉnh cao danh vọng ở tuổi trung niên. Đàn ông có nốt ruồi bên má trái là người tài năng, giỏi giang. Đàn ông có nốt ruồi bên má phải là người khôn khéo, may mắn. Tuy nhiên, đàn ông sở hữu nốt ruồi này cũng chỉ là người khá bảo thủ, thích làm mọi việc theo ý mình, không thích lắng nghe những lời khuyên răn, góp ý từ người khác. Nốt ruồi trên khóe miệng. Đàn ông sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng đa phần đều giàu sang, phú quý. Trong cuộc đời, họ ít khi phải lo lắng đến chuyện cơm ăn, áo mặc. Sở hữu tài năng hơn người, lại tạo thời, gặp thế. Đàn ông có nốt ruồi này gây dựng sự nghiệp thành công từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở khóe miệng bên trái là người khéo ăn, khéo nói,
có tài ngoại giao. Đàn ông có nốt ruồi ở bên khóe miệng bên phải là người thông minh, nhanh nhẹn, sẽ phát tài, phát lộc nhờ việc kinh doanh. Đàn ông sở hữu nốt ruồi trên mặt. Đàn ông sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng thường có hậu vận rất tốt. Họ có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người bạn đời, con cái thành đạt, hiếu thảo với cha mẹ. Nốt ruồi trên trán. Những người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở giữa trán có đường công danh, sự nghiệp rất sáng lạn. Họ có nhiều tài lộc, công việc lúc nào cũng thăng tiến, gặt hái được nhiều thành công. Nếu cố gắng phấn đấu hơn nữa thì sẽ đạt được địa vị cao trong xã hội, được mọi người kính nể. Những người này tuy tuổi thơ phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, nhưng càng trưởng thành, cuộc sống càng sung sướng, ổn định, trời phú cho sức khỏe tốt, cả đời không lo ốm đau, bệnh tật. Nốt ruồi trên đuôi mắt trái. Là người thông minh, tài giỏi, có khả năng sáng tạo độc đáo. Trong công việc, người có nốt ruồi trên đuôi mắt trái luôn tiên phong hoàn cảnh công việc một cách xuất sắc nhất. Họ dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp của mình. Vì vậy, những người này sớm muộn gì cũng sẽ đạt được nhiều thành công. Tuy có thu nhập cao, nhưng họ không vì thế mà chi tiêu hoang phí, vùng tay quá chán. Những người đàn ông này thường áp dụng kế hoạch tiết kiệm tài sản cho tương lai. Họ mong muốn sau này vợ con được sống sung sướng, đầy đủ, không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nốt ruồi ở trên mũi. Đàn ông có nốt ruồi trên mũi là dấu hiệu của sự phát tài, giàu có. Ngay từ nhỏ, họ đã ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, tích lũy kiến thức cho mình. Khi trưởng thành, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người này được mọi người yêu quý. Không những thành công trong công việc, sự nghiệp mà họ còn là những người có kỹ năng ứng xử rất tốt. Đàn ông có nốt ruồi trên mũi trở nên giàu có kể từ tuổi 35 trở đi. Họ có tài sản khổng lồ mà ít người ngờ tới. Không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà những người này còn có đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Sau khi kết hôn, họ sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn cùng với người bạn đời xứng đôi vừa lứa. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.